chắc là cháu à. Bố luôn. Ừ, mua một gói. Gói nhỏ à? Ừ, vừng nhỏ. Hay lạc à bố? Lạc. À là có khi một vừng một lạc đi. Dạ, một vừng một lạc. Ờ à? Để bố mua à? Ừ, mua về cơ quan. Hộp cho nó đẹp. Vâng, bố đem đi biếu à? Ờ đến cơ quan mà. Ok. Đây là gì bố? Đây kẹo xì châu của Nam Định mà. Bông ơi. Anh với nhá. Anh thế à? Ờ. Anh mang lên công ty. Ừ. Anh mang lên công ty. Em đang hỏi là một vùng một lạc à? Ừ. Ủa cái tai ra bởi vì là không, con nghe thì mình nói nha, không nghe con nói. Thầy có đưa tiền cho em. Vâng. Phố đằng chỗ đằng bên kia là cái bây giờ nó gọi là phố Hoàng Văn Thụ. Phố đấy toàn người Trung Quốc, toàn người Tàu. Mà buổi tối đến mà hồi nó đói. Ở nhà con để sang bố rồi hay con vẫn để nhà? Hình như con vẫn để nhà. Có một cuốn nó tên là Thế lực khách chú. Nó viết về người Hoa ở Sài Gòn cái hồi trước ấy. Đấy, con chưa đọc cái này. Mình toàn chỉ nghe nói thôi. Ngày xưa thế lực người Hoa nó trong đấy nó mạnh quá, nó chi phối nhiều quá. Thế là mang tiếng là công nghiệp phát triển rồi kinh tế phát triển, nhưng thực ra toàn đủ người Hoa chứ không phải của người Việt đâu. Đấy, nên là thực hư nó như nào. Thế là thấy giới thiệu về quyển đấy hay quá, mua. Nhưng mà con chưa có đọc. Vẫn bọc nguyên. Vẫn còn bọc. Mà cái phố đấy họ làm ăn tất bật nhộn nhịp. Vâng. Mà có cả mì mần thắn rồi phở rồi các thứ. Tối đến mà đói đi qua cái phố đấy trời lạnh, ngửi cái mùi thích, không ai là không muốn ăn. Chỉ vấn đề là còn tiền không thôi. Vâng. Về Hoa họ bán hàng tốt. Thêm nó mà ở đấy là bố có một số người bạn đi vào cái nhà sâu này tối mà lắm bàn thờ lắm. Vâng. Mà bàn thờ toàn cứ tối. Mà họ làm nước mắm, họ làm ngày xưa là làm xì dầu, mà xì dầu thì họ làm bằng xương lợn. Tất nhiên là nó không nói nhưng bố thấy toàn đi xương lợn thôi. Mà cứ đốt đen đi, thế mà cứ vứt ở đấy, xong hóa ra làm xì dầu lại hóa ra làm từ những các cái mà mình cứ tưởng đó. Thế nhưng họ cũng không nói cho mình bí quyết. Thế còn đến Trung Thu ấy, sắp sửa đến ngày Trung Thu, trước ngày Trung Thu khoảng một tháng là gần như nó hay trốn học. Vâng. Trốn học để cả nhà làm lễ lớn của nó. Ừ. Này tiền này.
trốn học để ở nhà làm bánh trung thu. Mà đến trung thu thì ai cũng phải mua 1-2 chiếc để thắp hương, hoặc để cúng, để ăn. Ngày xưa chưa phải thắp hương nhưng mà cũng phải có một cái gì để bánh trung thu. Lớp bạn bố nó cứ nghỉ trốn học suốt ấy, để làm. Và Liêu Tẩy Tẩy, Dương Văn Lương, cái tên nghe đặc biệt lắm. Và Tết thì họ về nước xong, họ về nước xong rồi là họ ăn Tết xong qua bên này họ cho 1-2 cái kẹo, mỗi đứa 1-2 cái kẹo quý lắm. Cái kẹo của họ nó đẹp,